Từ đầu năm đến nay tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện khoảng 340 vụ sạt lún, sạt lở đất tại các tuyến sông, tuyến kênh với tổng chiều dài là hơn 9 km và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như là sản xuất nơi đây. Số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời thể hiện, từ đầu tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, toàn huyện xảy ra 111 vụ sụt lún, sạt lở. Đến ngày 24 tháng 2, số vụ ghi nhận đã tăng lên là 341 tổng chiều dài sụt lún sạt lở là hơn 9 km và gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Điều đáng nói là theo dự báo mực nước trong vùng ngọt sẽ tiếp tục giảm sâu trong thời gian tới và tình trạng sụt lún sạt lở có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chính gây ra thực trạng nêu trên là do đa phần diện tích đất tự nhiên hơn 70.000 ha của huyện Trần Văn Thời nằm trong vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau. Người dân địa phương sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Năm nay thì rất mưa sớm, hạn hán khắc nhiệt làm lượng nước bị rút nhanh. Và tình trạng này thì gây ra chênh lệch độ cao giữa mặt đường ven sông và mực nước dưới lòng sông là lớn, làm mất phản áp dẫn đến việc sụt lún và sạt lở.